Chủ tịch Quốc hội, làm luật tránh kéo hết quyền hạn các thứ về bộ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu tình trạng khi xây dựng luật, thường bộ nào làm cũng quan trách nhiệm về cho mình nhưng cuối cùng làm không nổi, ảnh hưởng các bên khác. Sáng ngày 14 tháng 8, tại phiên họp 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tiếp thu, giải trình dự án luật tài nguyên nước sửa đổi dự kiến sẽ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp 6 cuối năm nay. Báo cáo tại phiên họp, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ, Môi trường Quốc hội, cơ quan thẩm tra, Lê Quang Huy cho biết liên quan tới đăng ký, cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, có ý kiến đề nghị quy định cụ thể đối tượng, điều kiện, quy mô phải đăng ký, cấp phép khai thác tài nguyên nước. Tiếp thu ý kiến, dự thảo luật đã bổ sung 4 điều quy định cụ thể về nguyên tắc cấp phép, đối tượng phải đăng ký, cấp phép khai thác sử dụng nước, điều kiện cấp phép tại các điều từ 53 đến 56. Quy mô để làm căn cứ cấp phép sẽ được chính phủ quy định chi tiết để phù hợp với tính đặc thù của nước luôn biến động theo thời gian và không gian, ông Huy nói. Khai thác nước ngầm bừa bãi dẫn đến sạt lở. Nêu ý kiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, dự thảo luật đã quy định cụ thể các trường hợp không phải đăng ký, cấp phép khai thác, sử dụng nước. Cơ bản, ông đồng ý với các trường hợp không phải đăng ký, cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt, song với các trường hợp nước ngầm ông Định đề nghị cân nhắc. Tôi còn nhớ khi tôi làm việc bên văn phòng chính phủ, từ thời Phó Thủ tướng Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, phóng viên, đã rất băn khoăn chuyện nước ngầm, ông Định nói. Theo ông, việc khai thác nước ngầm bừa bãi, không có quản lý gây ảnh hưởng rất lớn. Nước ngầm này phải hết sức lưu ý, tôi đề nghị nghiên cứu thêm. Phải chặt chẽ hơn, ông Định đề nghị. Đồng tình với ông Định, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đề nghị rà soát kỹ quy định về đăng ký, cấp phép sử dụng, khai thác nước cho phù hợp, thống nhất. Cũng theo ông Tùng, cần quản lý hết sức chặt chẽ với nước ngầm. Như đồng bằng sông Cửu Long khai thác không kiểm soát chặt chẽ, diễn ra khá phổ biến. Đây là lý do dẫn đến sạt lở bờ sông, bờ biển do nước ngầm dưới đất khai thác quá mức, ông Tùng nêu. Ngành tài nguyên có ngồi trông coi hết được không? Cho ý kiến vào báo cáo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị rà soát lại các điều khoản quy định chi tiết để luật hóa những gì có thể luật hóa được. Ông đề nghị cần phải tránh chuyện kéo hết quyền hạn các thứ về các bộ. Chúng ta vẫn nói chuyện phải chống lợi ích nhóm, tiêu cực trong xây dựng pháp luật. Phải rà lại cái này để tránh và hạn chế chuyện xin, cho. Thường bộ nào làm cũng quan trách nhiệm về cho mình nhưng cuối cùng làm không nổi, lại ảnh hưởng các bên khác, Chủ tịch Quốc hội nói. Với việc cấp phép khai thác, sử dụng nước, Chủ tịch Quốc hội cho rằng luật đang quản lý chủ yếu bằng giấy phép và đề nghị nên chăng tăng thêm các quy định về tiêu chuẩn, tiêu chí để quản lý, hậu kiểm. Tôi nói các đồng chí, nước bao la bể sở thế này. Ngành tài nguyên, chính phủ từ trung ương, địa phương có ngồi trông coi được hết không? Phải quản lý bằng tiêu chuẩn, quy chuẩn để cho tất cả người dân người ta tham gia vào quản lý, khai thác, sử dụng, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, có những giấy phép là cần thiết nhưng dự luật tài nguyên nước chưa chú trọng tới quy chuẩn, tiêu chuẩn. Nếu Bộ Tài nguyên Môi trường quy định cái gì thì nên chăng là quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn và phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ làm cái này để quản lý, ông đề nghị. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.